So heading to the cottage, but first got some hard to find Pikachu. And hard to find Squirtle. I think we have everything now except for like Charmander and we have Squirtle. And I don't really like Eevee, so Squirtle and Pikachu is good. Here we are, got my beer and heading back to the back.
cottage life đi lượm củi mình đốt. Củi một hồi nhóm lửa đốt lửa.
What the fuck? Okay, got the fire going. Trứng hả? Có mà. Mới nhai cục cục mà. Ồ dạ. Ngon. Ok không anh? Ngon. Mần này chất lượng. Em định Em chưa nghe bao giờ hả? Khi nào á, một mình á, đỡ liền, ok. Còn nhiều người đừng có đi. Nhạc gì mà ít người đông người nữa? Dạ, nhạc đó là chỉ nghe một mình hả? Hả? Nhạc đó chỉ nghe một mình được thôi. Anh không biết hả? Không. Không biết bài đó hả? Anh là vô địch. Cái đời thời đó là em trẻ trâu á, em nghe em thấy mấy cái thằng ở hàng xóm á, họ là nhạc cũ đấy hả? Nhạc này mấy chục năm rồi anh à. Mà nó hơi dâm. Ồ, hơi dâm là phải nghe một mình. Nãy giờ anh suy nghĩ tại sao phải nghe một mình ta, thì ra là hơi dâm. Anh ăn, đi một con nữa. Ăn đi, ăn nào kìa. Em ăn nước bánh sáng. Tôm ít than đi. Ừ. Khoan vậy, bây giờ vậy nè, em bỏ than bên này nè. Đây ha. Bỏ đây. Ừ, xong cái một hồi mình lấy cái này đem qua đây cái mình nướng. Lấy mấy cục than ở dưới. Ừ. Mày lông mày với lông mi mình nó tụi luôn không ta? Lấy nhiều chút. Dạ. Ừ. Em dở một cái cây khúc củi này nè, dở nó ra xong cái em lụm nhiều chút. Ừ. Ồ, khoan, để em lấy cái này nè. Có cái này nữa. Đây để anh, đây chấm nào để anh. Mình đâu ta? Hả? Ăn ngoài vậy á?
thì mình đâu có nói vui uống câu bê biết, mình chỉ giỡn thôi, mình đọc nha thôi, phải không? Nha mình cũng hiểu mà, phải không? Hiểu gì? Hiểu không? Có hiểu không? Nó đâu có nghe gì đâu em, nghe rồi. tính ra chưa nói gì luôn. Phải có trọng trách rồi. Ok, rồi bây giờ đổi bia. Chơi ra thì phải bỏ hai chai vô. Đủ than chưa? Đủ không? Đủ than không? Lấy con này ra. Phê hả? Mà nãy hút mấy điếu mà phê gì vậy? Một điếu à? Em bình thường. Hút ngành, ngành nào cũng điếu. Hả? Thôi. Anh là bỏ tay cái đó. Bỏ thằng Mỹ không? Anh không chơi hả? Anh không biết chơi. Anh có chỉ có giờ thôi, giờ anh thôi. Không biết chơi thiệt hả? Ôi mình. Rồi, nghe một mình. Cứ bắt ép người ta làm gì? Ồ, cái đó giống như mấy bài rap, đồ pháp hip hop của Việt Nam á không? Rap tục anh. Rap tục đúng không? Không phải, oh shit. Đến tưởng mình. Cảm ơn chai khô lối này nha, bia ngon quá. Ngon nha. Định mua rượu cho anh rồi. Mà nói thôi mua bia cho chị. Ừ. Rượu là... Tại rượu là rượu khi là, nào tiệc lớn rồi. Rượu là... anh bỏ tay. Thường anh cũng uống rượu mà. Không. Anh nếu mà uống rượu là bị uống ép thôi chứ đâu thích đâu. Ừ, nhưng mà mấy thằng bạn của anh nó lại hảo rượu nha. Ừ, nhưng mà anh uống vô anh thấy giống như là bị uống rượu như là sát phạt vậy á. Không ngon gì đâu. Tốt đâu, uống xong khó chịu. Ừ. Uống xong nóng người luôn. Kiểu như uống cái đó vô không ngon, kiểu uống ọc vô thôi chứ không có cảm giác. Đúng rồi. Ừ.
lửa cháy lên. Cuộc tình này nó vui vậy. Phải đi Japan trước đi. Đi Japan nữa hả? Ờ, nó ra điều kiện. Dẫn con đi Japan. Mấy năm rồi đó anh. Ủa, dẫn đi Japan có sao đâu, giống như anh nè. Anh cũng dẫn đi đó anh nè. Ừ. Hả? Có nghĩa gì? Ờ, khác gì vậy đó. Em bé nó đâu có biết được gì. Khi nào mà em có, em dẫn nó đi á, là em có mà xong dẫn nó đi á, khi nó lớn lên nó còn nhìn thấy được, ồ, nó có đi rồi. Chứ tiện qua đó làm thì nó đâu có biết. Thôi, đẹp, lo đà đi. Giờ xa vời quá, sao em xa vời quá. Lo đà cho nhanh. Ôi trời ơi. Ôi, cái này, ồ, cũng ngon nè. Vậy đó chưa, nó chưa đen. Vừa ngon. Nướng không hồi xưa á anh, mấy bà già á, ừ, hay nướng bánh thang này nè, ừ, bán á đó, ừ, với đúng ăn rồi, với mắm rồi, dưa rồi. Chỗ em là ăn với mắm dưa nha. Chỗ em là Sài Gòn hả? Không, ở Huế, ở quê á. Nó mình mua cái bánh này xong, ừ, nó cho anh thêm xíu mắm dưa để ăn theo nữa, ngon lắm. Ừ, có vui lắm. Ừ, mấy bà già vui lắm, tội lắm. Ừ, hồi bữa về nếu anh thấy người ta bán đầy nè, nhưng mà mình không biết là 1.000-2.000 thôi. Ừ. Thời em nhỏ anh, chỗ em còn nghèo á, không phải con nít á, đâu có tiền đâu. Ở Việt Nam 1.000-2.000 giống như ở bên đây là 1 đồng 2 đồng vậy á. À, vùng quê á, vùng quê, ừ, thì nó mình mua được đồ. Ừ. Kiểu như ở Việt Nam á, mà mình có 100.000 ở trong bóp phải không? Thì cũng giống như bên đây á, cũng giống như bên đây tương đương mình có 100 đồng ở trong bóp. Em đồng ý không? Ừ. Mà anh nói ra nhiều người không ai ra đó, anh hiểu đâu nha. Khoai nãy giờ chắc cái thang mẹ không anh? Không, chính rồi. Ừ. Đây, lấy cái cục bự đó ra trước á, cục bự nó nằm trong nó là chính đó. Mình phiêu lên mình bọt nó mềm mềm là nó cứng, à nó chín đó. Thôi bỏ đây tạm thời đi, nó nóng nóng. Thì nó cứ nói là ờ mày ngu á, 100 đô là thành 1.800.000 ở bên Việt Nam chứ tại sao là 100.000. Nó cứ nói ờ 100 đô á là thành 1.800.000 chứ mày cứ nói 100.000 là sao. Nhưng mà ý anh nói là khi mà, nhưng mà mình ở Việt Nam á, mình trong bóp mình có 100.000 á là mình quý. Đó, ừ. Ví dụ như mà mình đi ra ngoài bị công an phạt mấy triệu đồng phải không? Mình tại không, tại đi ra ngoài đường mà phải phạt mấy triệu là tức thế mồ luôn. Bị lạm pháp anh. Ừ. Gọi là nó gọi là GDP á, nó không có điều. Ờ. Nó tiền công công nhà nước á đâu có đủ đâu, anh làm ngày trăm anh đâu có đủ sống đâu. Nhưng mà mấy người cho làm trong nhà nước thì nó lại có lương khác, nó lương giống như mấy triệu thôi nhưng mà nó có những cái khác nữa. Nó đa số là hối lộ nó mới giàu anh chứ, không phải nó hoa hồng á, hoa hồng á là mấy cái người làm ở ngoài nhà nước á, mấy người làm ở ngoài là hoa hồng, còn mấy người làm trong nhà nước em biết dùng từ gì, còn mấy người làm trong nhà nước em biết là gì không? Nó không phải kêu hoa hồng, nó kêu là cái bổng, bổng lộc. Ờ, kiểu như cái lương phải không? Đi làm cho nhà nước là có cái lương nhưng mà cộng thêm cái bổng nữa, gọi là lương bổng á. Ờ, lương bổng á. Ừ, còn mấy người ở ngoài á thì mới là hoa hồng. Cái đầu mực đó ăn đi mọi người, ăn anh bên kia, ăn đi anh, ok ăn đi em, bỏ đây trước đi. Còn ăn chấm với muối tiêu đây, muối tiêu đây nữa nè. Không, tụi em ăn đi, anh uống bia là thời là vô tư rồi. Này, muối tiêu chanh nè. Nhưng mà cái con mực này là của Nga đem qua Việt Nam á, đem qua mà nó ngọt lắm. Ủa, con mực này Việt Nam luôn hả? Ờ, Việt Nam. Sướng vậy. Bánh tráng của Việt Nam luôn anh. Đem qua đó, từ Việt Nam. Ồ, vui nha. Có mấy người từ Việt Nam qua
còn mấy sao con bữa, mực sao bữa ăn, sao bữa anh về anh không biết đem mấy này qua tớ. Đem này qua ăn nhậu ngon. Để giùm anh đi, anh đang hút thuốc. Ở trên này cho nó ấm đi. Ok không? Ổn không? Ngon không? Ồ, chiên su nó cũng là Việt Nam luôn. Chiên su mua ở đây anh. Còn nhớ cái thời năm ngoái ấy, lúc mà cái sriracha, cái con gà mà mình mua không được á, mình sử dụng chiên su không? Dạ. Mà chiên su ngon chứ? Ngon. Nhưng mà chiên su bỏ vô phở ăn không ngon? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Nó ngọt. Em ăn đi. Em ăn thử này nha. Khoan, để đây cho anh ăn không? Không chưa. Anh ý mấy giờ tới ăn? Hồi nãy nó còn đi sushi chắc khoảng 9 giờ mấy 10 giờ tới. Em sushi ở đâu? Không biết. Đi ăn hả? Ờ. Hồi bữa lúc mà anh về Việt Nam á, anh cứ đòi là giống như là đi kiểu như đi tới một cái đảo nào á, xong cái mình cũng ra cắm trại mà ở ngoài bữa, biển vậy. Bữa em đi trên núi á, cắm trại lên núi đu nắp đốt lửa. Ừ, cắm trại kiểu mà hoang sơ á, là không có phải là của người ta. Ngọt hoang sơ mà xong mấy cái hỏi mấy thằng tài xế, thằng đó nó không chịu dẫn đi, nó nói là đi ra đó là bị cướp. Ghê vậy. Ừ. Nó cứ nói là đi ra đó ban đêm là không trong không chắc chắn là không có cướp. Anh nghĩ ok rồi đó em. Không. Ok, đó cái mực mà ướt dễ rồi lúc đó em đem qua đây như thế nào? Mình khai là mình không có đem mấy không cái mình đem đồ, đồ biển thì mình đem được rồi, nhưng mà đem qua nó không có hư hả? Không. À. Tại đồ biển là mình đem vô tư mà. Maybe nó hư một phần là do có còn hết chưa? Ừ. Để từ từ đi, để lên. Không có cua luôn. Lúc mình nó nướng từ từ thì nó. À hả. Có không cắn. Cái này may mắn cái là em đem mấy cái này nó không có kiểm tra, nó không có hỏi gì hết. Ừ. Hồi bữa anh cũng đi qua hải quan nó cũng đâu hỏi gì đâu. Mình muốn đem gì mình đem mà. Yeah. Chứ mình cái gì mình cũng để là no. Cái chị em á ở Việt Nam qua má còn đem thịt heo, má còn đem thịt bò, chả heo, chả bò, má còn mang cái khô này khô kia. Má còn đem cỏ về Việt Nam nữa. What? Đem cỏ về Việt Nam. Ghê. Rồi đem 3 kg đó. Hả? Ghê vậy. Bà Linh Đà đó. À. Đem 3 kg luôn nha. Ghê làm gì vậy? Mày biết gì? Đem về sử dụng. 3 kg. That's a lot. Ừ. 3 kg là 7-8 pound rồi. That's a lot. Hình như cỏ cũng không có phải là phạm pháp lớn lắm đâu không? Cũng nó đó. Hàng trắng mới là lớn. Lớn không? Cỏ cũng lớn anh. Lớn không? Lớn, má ở cũng 1, 2 năm, 3, 4 năm á. Tùy được. Theo nó đó. Nhưng mà bà Linh Đà đó đem về là xài hay đem về bán? Đem về xài cho mấy người trong gia đình á. Ghê không? Bà điên. Kiểu như ở đây á, mà phát hiện á, thì chắc cũng không đến nỗi mà Việt Nam mà vô sân bay Việt Nam á nhiều khi. Mà nhà bà là trồng cỏ. À. Bữa nay con trồng luôn hả? Bây giờ chắc qua. Thế rồi, bữa trước anh biết là bên kia là mấy người kia trồng cỏ anh biết. Bà bây giờ chắc là người trồng.
Hồi xưa chồng thì lời, còn thời nay em không biết. Hôm bữa trước, tầm 3 năm trước á, cái ông bạn em chồng á, xong nhà giàu lắm, mà nhưng mà giờ không còn nữa, ở đâu. Ừ, thì thời nước với nó đồ. Ừ, thời bây giờ không, anh. Thời bây giờ cái không có lời nhiều đâu. Bây giờ chắc kiểu như là mấy hai ba chục năm trước á, hai chục năm trước á, thời mà anh mới qua á. Bây giờ chắc thời mà năm 90 mấy á. Ừ, Việt Nam là trồng nhiều lắm. Người ta là thuê basement người ta trồng á. Má ơi, trái cái này rồi. Ui giời ơi, má ơi. Nga ơi là Nga. Tí, lấy thêm than không? Không, được rồi anh. Ô Hiệp làm chuyên nghiệp quá ha. Quay lại. Này, anh mới nói đó, hồi xưa nhà anh nghèo anh đi bán bánh đa. Cái này gọi là bánh tra, bánh đa là miền Nam. Anh à, miền Bắc. Bắc là bánh đa. Bánh đa là ăn giống như ăn phở mà không? Đúng rồi, bánh đa là giống như mì giống mì quảng mì đồ quảng, đúng không? Đúng rồi. Không, bánh đa là người ta cái tiếng em, hiểu không? Bánh giống như mì quảng vậy. Tao gọi là bánh đa. Nóng. Cảm ơn. Anh, cái đó ăn phải muối tiêu mới đúng, đưa lắc cho anh xíu. Có nhiều rồi. Không, đâu có muối tiêu đâu anh. Đấy. Ồ, mực này ngon. Ăn mấy muối tiêu nó mới đúng. Ừ. Ủa, sao bữa nay toàn là đồ ăn ngon không vậy? Một lượng với anh. Ăn về nó mới vui. Mực ngon ha. Ừ, mực này ngon á. Mực này kiểu như là chất lượng. Ông thường thường mỗi năm á, tụi anh cũng hay vậy nè. Ừ. Cũng đi tới, tụi anh đi tới cái ở trên hướng 400 á. Dạ. Nó cũng có cái bờ hồ giống vậy nè, mà cái chỗ đó là chỗ hoang sơ. Dạ. Cái xong cái tụi anh cũng lủi vô trong đó vậy đó. Cái dạ. Đem theo cái lều. Em theo lều xong cái đem đồ ăn ra, đem bia đồ ra là cứ ngồi nướng ăn vậy nè. Vui không? Ừ. Mà cái đó là chỉ có đàn ông được rửa đi được thôi. Rồi, đừng có quên uống bia nha. Ok. Chắc phải trách nhiệm nha. Ăn không? Vô. Vô. Nãy giờ chai chưa hết nữa. Ừ. Để một hồi chai bia nó sôi á. Ở trong tủ đá đó em, nó bia anh bỏ vô đó lạnh đã luôn, đã lắm. Cái này ngon nè. Ăn đi, anh uống bia rồi. À.
cạn ly cạn chơi. Anh nghĩ tiền anh bán được nhiêu anh? Anh kể cho anh nghe mắc cười lắm. Anh kể cho anh nghe thôi nha. Hồi bữa tự nhiên anh không có đăng. Anh không có đăng nha. Mà xong rồi cái có một cái bà nào á, bà gọi vô cũng nói chuyện dễ thương lịch sự lắm. Dạ. Cái xong cứ hỏi anh là cho anh hỏi cái từ nữa anh đô rồi ta đớp đô rồi anh nữa không vẫn chứ vẽ cái này đi. Anh kể cho anh nghe mắc cười lắm. Không để đốt cái cây đó lên mình. Cái xong cái bà gọi cho. Bà hỏi nghe nói là tiệm anh đang có ý định bán phải không? Cái xong anh mới nói là ủa. Mà trước khi anh không đăng vậy đó. Cái xong cái anh mới hỏi anh mới vô nói bà nói sao? Bà gọi xong bà nói vậy luôn hả? Bà gọi vô cái số phone tiệm chứ không phải là số cell phone. Rồi sao bà hỏi chủ không hay là sao? Bà hỏi là anh thì anh bắt máy lên mà. Bà hỏi xong cái anh nói nghe nói tiệm anh có định bán không? Cái mấy ngạc nhiên. Anh mới ngạc nhiên anh hỏi ngược lại ủa. Sao biết cái số phone này mà gọi vậy? Thử lại mình cũng đâu có đăng bán đâu có đăng rao bán sao đâu mà tiện phone hỏi. Cái bạn ấy còn xin lỗi anh nha, nhưng mà tại cái em biết cái số phone này, em biết cái tiệm của anh, nhưng mà em chỉ gọi hỏi thăm vậy thôi. Thì nói chung á là anh nói chuyện xong cái hồi anh cũng nói với bà cũng khoảng chừng 10-15 phút gì á. Nói đã luôn, cái này cách đây khoảng chừng lúc đó khoảng chừng tháng 2 lúc mà anh mới Việt Nam qua. Cái xong cái cuối cùng cái anh nói ok, thì nếu mà có cái giá hợp lý á thì anh bán. Bà nói sao? Cái bà nói thì vậy thì anh cho em biết cái giá đi. Em mới nói thì nếu mà có khoảng chừng 120-130 thì anh bán. Rẻ gì? Thì không biết. Rẻ hơn. Thì anh nghĩ xong cái một hồi. Thì đó là vấn đề đó. Xong cái một hồi. Lên rồi. Xong cái một hồi chứ anh cũng thấy hơi rẻ. Thấy mọi thứ đều lên thấy không? Ai bán giá đó rồi. Vô. Yeah. You guys, we got campfire and stuff over there? Yeah, we are. You have enough wood? We have lots. Yeah, lots. Don't worry. Just lots, come. Okay. Yeah. Do you have marshmallows? No. Có bánh tráng. Có bánh tráng với lại có mực. Special Vietnamese food. Okay. And fresh meat. Fresh meat. Yeah. Yeah. Ha ha, ka ka. Ok, nói chung á là xong cái nói chuyện một hồi, xong cái khoảng chừng 15-20 phút vậy, xong cái ok, bán. Cái xong cái cũng thỏa thuận bán rồi nha. Cái xong cái anh mới hỏi, thì trong cái cuộc điện thoại đó anh mới hỏi là ủa sao biết cái số phone này mà biết tên của anh luôn. Cái bà nói là tại vì cũng có người quen của anh, và thật ra là cái bà bạn hồi xưa bạn chơi hồi xưa anh cũng có chơi. Anyway, xong rồi cái là đồng ý bán. Cái xong cái anh cũng thỏa thuận bán rồi, cái lượng lượng cái em cái xong rồi cái đặt tiền cọc. Đặt cọc chưa? Đặt cọc luôn. Đặt cọc xong rồi. Đặt cọc nhiêu? Thì đặt cọc 10% là 12.000. 10% luôn. Thì xong rồi cái là xong cái về xong cái vợ anh kêu không có bán. Cái xong rồi cái thì đã nhận tiền cọc rồi, xong rồi cái ra cái
ra gặp lại cho anh khóc quá trời luôn. Bà hả? Ghê vậy. Khóc nói là anh nói anh hứa anh bán rồi, xong rồi cái là em cũng tưởng là anh bán thiệt rồi anh bây giờ anh lại nó không bán. Rồi em bán xe đồ chuẩn bị tiền hết rồi. Ừ. Xong thấy bà khóc nhiều quá, xong cái anh cũng nói thấy bà cũng có lòng thì thôi em bán. Xong mình sẽ chuẩn bị làm giấy tờ. Ừ. Ừ, làm bắt đầu làm giấy tờ ra luật sư đồ, xong mình cái xong mình luật sư qua luật sư lại, xong cái luật sư gửi lên cái tội landlord của anh á. Ừ. Xong mình cái landlord nói check header đồ ok, nhưng mà luật cái tại vì năm ngoái á. Năm ngoái á là anh không biết. Tại vì năm ngoái là anh mới đổi tên từ tiệm từ mẹ tên của mẹ của anh sang tên của anh. Dạ. Là chị. Dạ để em canh anh chút. Chị đâu cần phải lo cái đó đâu. Ồ vẫn trái thì ngon hơn. Ngon. Ừ, cái ngon là cái giòn. Con khóc nè. Ờ. Con đòi bữa. Ủa gì tối không về hả? Ừ anh uống bia mà. Vậy mai mấy giờ anh về? Thì sáng sớm về em. Ok. Có mực mà. Ok. Rồi ăn gì chưa? Ồ, thằng Hiệp đem quá trời đồ ăn ngon lên luôn. Đem quá trời đồ ăn, đem bia đồ ngon quá trời luôn. Ừ. Bia bánh tráng nướng. Bia bánh tráng mực. Tối nay ba ông về. Em nào thấy biết em nào thấy business khác không? Dạ, càng ngày thấy gì lớn phải không? Dạ. Nó lớn. Ừ. Qua một tháng thôi mà nhìn khác rồi. Ừ. Anh ơi, bữa nào phải đi qua chơi với Vinh này trước khi đi Mỹ. Dạ. Ok. Sure. Nào coi nè. Lớn wow. Không? Lớn không? Em mới chăm sóc cho nó nè. Em mới chăm sóc cho nó nè. Bây giờ quậy lắm. Nè, dữ bệnh luôn. Bởi vì anh không bây luôn giờ, đi nhậu đó. Bia rồi anh. Trời, bia nó là không ngừng. Chạy luôn hả? Nó kiểu như là cứ nó đi đó, lên cầu thang nè. Đó, tự nó lên cầu thang nè. Wow. Thích đi á. Anh cầu thang, ừ. Rồi nói nữa, bữa, nói chuyện bữa, nữa. Chỉ có bị bỏ thôi hả? Bây giờ lên, đó không? Giờ nó lên tự lên cầu thang đồ, cho nên mình phải để ý. Để anh coi coi nó nói nè. Bây giờ hết bò rồi, đi cầu thang nè. Đó, thấy muốn của em bé chưa em nè? Đó. Đó, vậy không? Đó, hai đứa chậm quá chậm. Lấy bí. Nhớ năm lấy ngoái, bí, năm bí. Ngoái là có một cuộc nhậu là anh nguyên ý rồi nói vô quá trời luôn. Quên hết rồi. Năm sau để coi tuổi năm nào hợp ra. Bây giờ nhanh đi là còn con rồng. Nhanh không kịp đâu anh. Được tháng 5 rồi. Nhưng mà ở dưới tháng, là tháng mấy? 9 tháng. Ở dưới là tháng mấy? Bây giờ ở dưới đang là anh. Ở dưới đang tháng mấy? Dưới tháng mấy rồi. Ừ. Dưới giờ cũng tháng 3 rồi. Ừ. Không kịp đâu. Ok ba em. Sẽ bấm quẹ coi bây giờ làm nhanh coi kịp không. Tối nay vừa tắt lại kịp. Kịp chút. Kịp. Tối anh dẫn không cho hụt. Anh thử bánh này vô. Thử bánh này nữa. Bánh này cũng ngon luôn. Ăn đi. Nhiều lắm. Ô, đi. Kêu còn ra uống em. Lạnh cái gì? Được. Anh. Còn nóng. Cái bia em lấy cái gì mở ta? Để anh mở cho. Đứng cái này.
Thank you, anh. Yeah, anh. Cheers. Vậy là lên có hành đi Mỹ như thế nào? Đi qua đó là có chỗ ở, có chỗ làm việc sẵn đúng không? Phải không? Có chỗ, chưa có chỗ ở. Giống như mình ở với gia đình. Ở với thằng anh trai. Thì là có chỗ rồi. Thì đó, nhưng mà... Không, ở với anh trai tầm tuần thôi rồi em kiếm chỗ ở ngoài. Em muốn mướn condo hay là gì ở ngoài? Ủa, ở với anh trai đâu. Nhưng mà nhà nó như thế nào? Tại sao không ở chung trước? Với lại em thích ở riêng anh. Ừ. Ở bên đó là có ảnh với bạn gái ảnh, bạn trai chủ nghiệp với, và xong có anh của anh nhận với vợ. Giống như tháng mình làm được à, hai vợ chồng thì làm được à, cho 9.000 đi. Thì, à, cho 10.000 đi. Còn 2.000 cho tiền rent, còn 1.500 còn dư tầm 6-7.000. Ừ. À, cho 6.000 đi. Được. Ừ. Tháng 6.000. 6 Mỹ nữa. Ừ. Rồi từ rồi tình hình. Nói chung là tính sơ vậy thôi. Ừ. Không có ham hố gì. Em nghĩ đẹp qua bên bển. Em cũng nửa kiểu nữa enjoy que từ bên đó với lại cuộc sống mới á. Là bữa nói gì Fort Lauderdale phải không? Fort Myers. Fort Myers. Là Pacific Coast của Mỹ. Vậy là lương bên đó là trung bình một người là 5.000 một tháng phải không? At least, yeah. Yeah. Vậy là bây giờ thằng anh trai có nhà ngon chưa? Ngon rồi. Yeah. Làm lâu chưa? Làm có 2 năm thôi mà đi chơi vacation hỏi là có căn nhà giờ làm xin tiện nữa. Nhanh lắm. Thì 45.000 anh. 1 tỷ 45.000. 400, 455.000. Ồ, 1 tỷ 450.000. Cái tiền đó là 800.000. Thì gần tại bữa tiền mới. Tiền mới 800.000. Tại vì chú lại anh. Thì một bên là 400. Nhưng mà tại vì người ta có mười mấy thợ mà. À. Người ta mười mấy thợ mà mỗi thợ làm nó như có. Bên nó có mấy tiền cả triệu, còn cả cái triệu luôn nữa anh. Tóm lại là tiền nó mắc hơn nhà. Vì cái tiệm nó phải là giống như là hoành tráng lắm á hơn. Dạ. Even em thấy cái tiệm nào mà less than 200 đô em nghĩ rất là đẹp rồi anh. Nó mới, nó rộng, nó bự lắm. Tại vì cái sửa renovation của mình nó rẻ. Mà chủ yếu đem qua trước mắt thì từ từ thôi. Em đi làm dạ. Coi tình hình. Coi cái đó. Sống bên đó sao? Em kiểu mà vui là do thời tiết á, đồ nhiều cái này. Ừ. Rồi. Em thì em chỉ thích trái cây, mấy cái coconut á. Rồi à. Ồ dạ đúng rồi. Đi câu cá đồ các kiểu. Ừ. Vậy còn chuyện giấy tờ đồ làm sao? Qua đó xin thôi anh. Ờ, bây giờ mình là người qua bên đó ở được 6 tháng. Năm cũng mà mình qua đó mình cần có một người sponsor đó. Mình được cái quốc quốc xã làm cho con người ta. Mình làm cho người ta thì mình cũng không sợ. Thì mình khai tiền làm đó. Là mình phải đóng thuế. Ừ. Mình nói cho mình quốc thuê mình nhé. Ừ. Có người bảo lãnh thì cũng dễ thôi. Còn nếu mà không có ai bảo lãnh đó thì mình xin visa. Ừ. Nhưng mà visa gì ạ? Người quốc. Ủa, đã hơn sao thấy hai đứa em kể chuyện anh thấy hai em thích thiệt á. Thiệt nghe kể chuyện là thấy thích rồi á. Thì thích mới đi ăn. Ừ. Để em qua đó chút anh.
anh là chỉ nghe thôi chứ anh không có cửa đâu. Ừ thì đó, thì anh là xong cái anh qua chơi. Ok, ăn khoai đi, khoai chín rồi á. Ăn khoai đi mọi người. Ừ. Mình đi câu cá xíu. Rồi, mùa bây giờ nó còn kiểu như nó còn lạnh đó, nếu mà câu là phải tới đi ra ngoài. Rồi nha, bây giờ ở ôi vậy biết nãy rủ Hằng đi xuống chơi nữa hơn. Hằng nhưng mà có con khó không? Khổ quá. Hằng là bây giờ. Ra. Ừ. Ok, không sao, miễn là có giấy tờ là được. Ừ. Ừ, có giấy, lúc đó là có giấy tờ là trên hết. Không, nhưng mà cuối cùng thì cũng thấy, cuối cùng có được xong mà cuối, anh thấy em không kiểu như làm cho anh em cũng thông thả mà cũng đâu phải là giống như đâm đầu lao xuống. Cũng kiểu người mà tàn ừ. Em đâu nếu có làm mà, bao nhiêu đâu, nếu mà em làm chứ mấy anh làm nó dành tên của em dữ quá. Làm chủ á, đôi lúc á mình làm mà nó sơn thôi, nó lấy ghi phô màu cho nó luôn. Nhớ thời xưa á, mua cái tiệm này nhưng mà biết là vậy, nhưng mà là sao mình làm suốt sơn cái nên nó ghi ở màu nó đâu cuối ngày á, nó là ồ nghề làm nhiều. Yo! Maybe you guys take the basement so you can have the whole basement there. Yeah. Anh Yến, em có cái này cho anh. Bánh tráng Việt Nam. Quà là của anh Hùng. Hey, hurry up. Hurry up. Kêu nó nhanh lên tại vì nãy giờ mình uống quá trời, nó là cho không say đi. Giờ cho cái này đi. Nó là gà sống đá gà chết. Đúng rồi. Không có phe. Mà em thấy anh bán vài bữa tương lai anh bán. Ai bán 52 chiều nay là bán thì anh á, ít nhất anh 150. Tại ý năm ngoái đã dặn đã ý năm ngoái đã chia sẻ với lại Tommy từ năm ngoái tới giờ mà chưa có tin tức gì hết. em chưa có con á. Em thích chứ. Em sẽ muốn nữa. Không. Bây giờ em phải làm em muốn là tầm 2 hoặc 3 đứa. Tại vì em suy nghĩ lâu quá. Em muốn 10 đứa. Mười đứa nhiều quá anh. Mười đứa. Em càng cho bây giờ cho hai đứa tự đi ra ngoài kiếm người cắt cho mình tám đứa. Trời ơi. Có ai không dẫn cho anh thấy rồi. Thì cũng mệt quá rồi. Gì anh? Em bỏ bia gần lửa nó chút nó sôi không ta? Sôi.
sôi luôn anh. Uống chồng quá là nó sôi hết. Fresh meat. Yeah. No. That's why. The location is actually weird, right? Yeah. There's so many problems in the house. Yeah, the water. When I came home, yeah, shit, there's man, no water. Yeah. It was winter, right? Uh-huh. That time was winter, right? It's fine. You still there, right? Nhưng mà khi mình bacon với egg rồi, mình đỡ cho nổi nước được. Bởi vì khi mình lấy nước ra, mình bỏ vô cái chảo mình chùi á, nó đâm hết luôn. Yeah, yeah. Like, everything like gummy. Bỏ sốt vô, nó nhớt 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 rồi nữa không được, là bất tài. Tay lạnh. Yeah, it's too cold. Để cái này vô 5 phút xong cái mình cái này chín xong cái mình nướng thịt bò. I lose a little bit. Yeah. No, cause now the mortgage is too high. Yeah, that's true too. Right? You're gonna lose for sure, man. If you keep this pace, you're gonna fucking. Yeah. Right? And no, and the thing is that we don't even use it. We hardly come down. Yeah, why don't you, man? Yeah. You should let me come down and use it. Yeah, now there's fresh meat. Hồi nãy định đi mua á anh lắm rồi. Mà nói có mực rồi. Xong rồi chửi con này nữa. Xong rồi em nói hồi nãy anh em khô mực, anh em khô mực mà xong cái quên. Em sợ trẻ em. Next week again. Yeah, next week maybe. Yeah. Ôi giời. Shit. Chúc nè. Chưa, cái này là golden brown. Cái này mới ngon phải không anh? Ừ. Chưa có đen, quay đầu lại nướng đầu kia. Ăn luôn. Ừ. Cái này là kẹo thôi mà. Kẹo với đường. Ngon. Nhưng mà với lại bia thì không ngon thôi. Sugar and ok, cái này nãy giờ mình nấu từ chiều tới giờ chắc phải chín rồi chứ hơn. Nó đen thịt xì lì luôn rồi. Cái này là bỏ rồi. Cái đó khói nó ăn không được luôn á. Ừ. Em bỏ than. Bỏ cái than đó, đừng bỏ lên nữa. Khói nó vô nó hùi. Cá ăn xong rồi chết ngủ rồi. Thì không cần con cá nữa. Mà mình ăn vô. Cá như con cá có cá không? Em tới là em coi thôi, em không có câu. Có thấy hai cực không. Có thấy. Cực quay lắm. Chắc hai người phải thấy. Ok, rồi. Than này mình nướng đồ đã lắm nè. Giờ mà có con. Bây giờ có thịt rồi, nướng thịt. Sữa hay là nó. Heo sữa hay là con gà ăn thịt đồ á, nướng. Mà heo sữa. Hử? Heo sữa tội thì giống như là mình ăn hột gà lộn vậy, cũng tội vậy thôi. Nó tội tội giống nhau. Heo kia là ngon hơn heo sữa. Đó là heo sữa kia da nó không có thịt gì. Ồ fuck, nóng ghê ta. Má thịt kia tôi thịt luôn á. Ồ nóng. Rồi, cái này là nướng thịt được á. Ai có cậu gì thử vô vậy? This is a lot of wood. Hả? Còn một bịch đang ngồi như. Ăn đi. Ok rồi.
Là hiệp hiệp ngồi đây bỏ thịt bò vô nữa. Lấy cái đó bóp. Không sao đâu, chỉ là than thôi mà không sao đâu. Có muối tiêu. Có ướp rồi. Ướp rồi hả? Dạ. Từ lâu đi. Cái này giống như là cái gì vậy? Cái đó là cái tay á. Cái đó là cái gì vậy? Ăn chay chị. Ăn chay. Bỏ bên này đi nha. Bỏ bên xa xa tí đi. Ok. Mình bỏ xa xa trước đi nha. Hay sao? Hay bỏ ngoài luôn. Cũng được, sao cũng được. Not, there's not much. Xa xa. Phải cho một lon chứ một miếng sao đủ. Ôi da, Corona ngon lắm, bữa nay có hiệp tài trợ là ngon lắm. Hiệp với Jesse. Còn nó có 3 tên nữa. Rất vui lắm. Nga này, Phương này, Phượng này. Ui. Nhiều bạn trai. Chắc dễ đổi tên. Đổi nhiều tên. Nhiều số nữa. Đổi tên chứ. Nhiều số nữa anh. Yeah, có nhiều số nữa. Nhiều trai lắm. Thấy vậy đúng không? Cái đó là cù. Ồ cù. Ui dồi ôi, ngon lắm. What is that? The leg. Lamb. Cù hả? Cù không phải là sheep hả? Ờ, no. Sheep đó. Cù là sheep. Sheep is lamb. No. Yeah, sheep is lamb. Lamb some people baby, sheep is big. No, sheep là cái con màu trắng á. Sheep là khác, lamb là khác. Con dê là con gấu. Sheep, núi ấy, là sheep and lamb they are the same. Sheep G-O-W-T. G-O-A-T. Là còn sheep với con sheep là không phải cừu đâu, cừu là lamb. Lamb and sheep they are the same, bro. No, but lamb is baby. Sheep is when it's full grown. Oh yeah? Yeah. Con cừu. Giống như con bò. Thì biết là con cừu rồi. Giống như là con bò, con bê, nó hay tên con bê, con bòi. Con bê là con nhỏ hơn, mà con bò là con lớn. Kiểu vậy đó, nhưng mà nó cũng là một con. À, nó vẫn là con sheep. Sao người ta nó không thể. No. Sheep baby. I don't know. Dê. Dê. Dê là cái con gì? Dê là con gì? Dê là goat. À, dê là gấu. Còn là cù. Mình còn cái này là con sheep phải không? Ờ. Rúi thế. Dê là mình hay ăn lẩu dê á, là con không phải con này. Nhưng mà thường thịt á. Cái này là sheep. Nhưng mà thường thịt người ta không có nói sheep, người ta nói lamb thôi. Lamb. Oh, lamb is when it's a baby though. Lamb is different. Baby. Different. Lamb is baby. Anh nói ăn thịt con sheep chưa? Nobody eats sheep. That's why. Tại vì nó là con lớn, phải không? Thì yeah, không có ăn được. Không, không con sheep với con lamb là một con. Không, không, check out. Con sheep là cái con nhỏ. Con sheep là con lớn. Con sheep là con lấy lâu là con lớn. Con lớn. Lamb là cái con nhỏ. Con nhỏ. Lamb là giống như con bê vậy. Con bê vậy. Cũng là loại. Con sheep là con bò là chị. Ý là con lớn là con bê với con bò. Giờ đó chung là cùng một con mà nhưng mà nó nhỏ thôi. Em là con baby ok. Má hài nậu quá tôi uống đi. Ơi, giống như là giống như là cá lồng tông với cá mọc vậy á. Con gì? Con la đúng không? Con la là lạc đà rồi. Vậy con lừa nó lớn nó có tên khác không? Hay là
con lừa á thì nó giống như như kiểu lạc đà con vậy á, nhưng mà nó khác hoàn toàn, nó khác giống. Nhưng mà con lừa là con cái tên thôi hả? Ồ, con lạc đà là trong nhóm mình có ai ăn qua chưa? Chưa, chưa phải không? Chưa nghe ai bởi con nói mình phải đi qua sa mạc mình mới ăn được. Đúng rồi, có cái gì đã. À, nó có cái hôm. Ờ, à, đúng rồi, đó. Đúng rồi. Ờ, 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 ờ. Cái hôm đó, đó đắt lắm á. Cái mỡ. Cái mỡ đó. Bữa em coi trên Facebook nó mua cái đó, nó cắt ra mỡ mỡ không? Nó ăn hay là... nó nướng xong nó kẹp bánh mì à. Con nó cái đó đắt lắm nha. Cục mỡ đó. Mỡ thừa đó. Giống như con cừu mà cái đít nó bự 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 nó đang cái mỡ là cái con lạc đà là coi trở thì cái này em biết cái con lạc đà là hồi xưa em có coi phim Tề Thiên qua chưa? Cái lúc mà Tề Thiên mà nó lật cái lò bát quái rớt xuống á, là cái chỗ đó nó biến thành sa mạc đúng không? Là cái chỗ đó mình phải đi tới đó mình mới ăn được ăn cái con lạc đà. Yeah. Vậy là em chưa coi phim Tề Thiên rồi. Em coi nhưng mà tự nhiên anh nói một cái nhẫn thì ai nhớ em nhớ không? Là cái chỗ đó nó phải nóng thiệt nóng. Camel. Camel. Ừ. Llama, I think you find that in South America. I've never seen it in person. Llama is different. Llama là giống như nó khác nữa. I'm saying, my English, you don't go to school, right? I'm going to 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 go to school, right? Ăn thịt bò Hiếu Ý. Try. Ăn đi, ăn đi. Nó hồi nãy mình ăn nhiều no lắm rồi, ăn đi. Try the lamb. Try the small piece. Nó no, đưa miếng thịt bò kìa. Ê thịt này đó kìa. Dạ, cho Ý ăn thử coi. Anh đi. Có tương ớt này anh. No, no, I have the basil. Oh. Còn ít hả? Ít. Có thể cóp không? Mới bỏ vô mà. Nó mới bỏ vô. Nó đâu cái này đâu. Nó nóng. Từ nó nóng. Mới bỏ vô mà. How's the flavor? Chuyện chuyện ăn ăn với miếng thịt đó chèm vô ăn ngon. Can I get the rửa cái miếng quả đó? Anh. Thiệp. Cục này hả anh? Yeah. Bỏ mực anh nè. Mực luôn. Không có lạnh không? Bỏ thêm than không? Ngon, how's the flavor? Dai hả? Đâu có dai đâu không? Thịt bò này đâu có dai đâu không? Tại hiện như nó cắt dày thôi. Chuối. Ừ, hồng ngon ha. Mà hồng ha, đẹp ha. Ừ, nhưng mà cái ướp mùi vị được không? Ngon. Ừ. Nó mềm anh. Ừ. Nó béo.
dưa hấu với lại cái hộp bự bự trong Costco nó bán cái hộp mà stick á. Anh rắc nó vô. Dạ. Cái sọt đúng không? Dạ. Anh cho em xíu than được không? Tại nó con cái này nó nướng một chút. Cái nào kia chính? Nó muốn nướng mực. À nướng mực đó hả? Vậy là cái này chín chưa? Chín rồi anh. Ừ lấy ra đi. Lấy cái bỏ vô lên dĩa ha. Xương này đôi vô lửa đừng anh. I smell some steaks too, eh? Mm. That gets from Chinatown though. Mm, ngon. Ngon man. So you guys still hungry, right? I want salt and pepper. Ừ, thịt bò ngon. Ngon. Có ba gì, có hai gì, có ba gì. Không, kiểu như già là mình không sẽ ngồi đây vui nhỉ. Già mình là... đi gái anh. Già là mình sẽ là vui chỗ khác. Nhưng mình không thể ngồi đây mà nói tào lao như thế. Không biết nữa. Yếu tướng, yếu tướng hả? Yếu tướng hả chị? Uống trà. Anh uống bia không? Ngồi uống trà. Uống trà chơi. Anh thật lắm. Anh uống trà chơi. Anh uống trà chơi. Anh uống trà chơi. Khúc cỏ nữa hả? Dạ, vậy sao đi xa vậy? Đó, ngoài đây không khí bầu trời mà. Với làm có gió. Thôi hả? Rồi. 50 là đanh rồi đó. Ừ. 50 mấy tuổi là cũng bắt đầu mình tà lại. Còn cái bà này bà 70 mấy tuổi mà bà vẫn mà trong khi đó thấy cuộc sống nó... trong khi đó bà 70 mấy tuổi mà bà vẫn còn vậy là mình đâu biết. Cái gì? Tiệm có chỉ hả? Không, đang Hiệp đang bán tiệm. Má mấy người gọi rồi đó. Hôm nay chắc offline. Offline là sao? Offline là không tiếp, không trả lời. Bận không trả lời. Busy drinking, busy cottage. Ồ, người ta đang là có nghĩa là Hiệp nó đăng lên. Không, đăng... coi đi coi tiệm, bút hẹn đi coi tiệm coi. Ồ, hôm nay hả? Nãy gọi nói máy hết pin rồi không có sạc luôn. Nhưng mà người ta gọi để mua tiệm. Ừ. Đi coi trước đã. Đi coi trước. Nhưng mà hẹn người ta là dạ, có ba ngày ngày mai có ba người. They don't want me more people to come in. That's just, you know, we've been here for so long time and these guys come in like 5-10 years after. Mm-hmm. Okay, well, yeah, okay, if you want to come in this investment, let me know, man. Bỏ vô luôn. Đi em qua Mỹ kiếm tiền. Yeah. Kiếm tiền. Ok, bye, okay. Good night. You don't want to go see Venus? Go tell your mom. Huh? Go tell your mom. Hey, Eddie. Ooh. Huh? What you drinking? Hmm? Tea. What you drinking?
Okay, you want to see where I sleep last night? No. Yeah. Right here. Right here. Hmm. Go. Yeah, it's so cool, right? Sit up there. This one, but this one's more better. Can I check up here? Yeah. Who's sleeping? I made this bed. What the heck? Why did you make this bed? It's a bunk bed. How did you make this bed? This is actually so much fun than the other one. Mm-hmm. It's because it's bigger. More people can sleep on this. Yep. Oh, see that letter switch? See that letter switch over there? Go turn it on. Press it. What? Ha ha. Bup. What? Look at the plastic. Oh, it's another fly. But is it that? Yeah. I'm scared. It's only a bug, a fly. But are you sleeping down here or up there? Anywhere. I want you to sleep here, down here, because we want to. Okay, if we stay over tonight, then I'll sleep up there. Huh? If we sleep over tonight, okay? What the? But can we play here? Yeah. For 5 minutes. Mm-hmm. What's that? Oh, is that another fly? Okay. Mm-hmm. He did? Mm-hmm. Okay, let's see who got away today. Water. Okay, after. So good. That's it. So good. Look. Mm-hmm. Oh. Look, Ari. Athena's winning. She's almost done. Was your dad sleeping? Uh-uh. I don't know where he go. Oh. Dad, your mom sleeping? No. Why she so sleep so much? No, I'm not saying. Water. I have water already. Oh, yeah?
nào win nè? Athena gonna win? No, mom. Oh no, Athena's winning. Is winning. No. No, no, no. Anh mì ạ. Stop being angry. Ăn đi. Harris, you winning. Oh, somebody's mad. Harris, you won. Harris, you won. Look, honey. I still have food. I still have, so you want, right?